À, cháu về ăn Tết đấy à? Không, cháu về ăn đầu buổi ăn kết. Vâng, tất nhiên cháu về ăn Tết rồi. Thế mày đi làm lương cao không? Chắc là thấp thế. Thế có người yêu chưa? Chắc là chưa thế. Thế bao giờ cưới? Cháu mày này, cháu cưới. Làm sao để thoát khỏi những câu hỏi hãm lời thế này khi về ăn Tết? Hãy mặc áo giữa neck level, từ hoodie cho mùa đông, áo phông cho mùa nắng và áo ấm cho mùa Tết. Chúng tôi có hết, bộ mã đa dạng, chất vải cảm đoàn tốt nhất thị trường. Lấy đâu ra thời gian hỏi những câu hãm lìn khi mà mọi người quá bận trầm trồ trước chiếc áo xanh điệu hàng hiệu Pro VIP Luxury thời trang high-end Italy Milan của bạn. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình siêu sale Shopee. Nhập mã bạn vui vẻ để được giảm trực tiếp 30k cho mỗi đơn hàng. Hơn nữa, vào ngày 15-16 tháng 1, bạn sẽ được ưu đãi mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1. Không những thế còn có cơ hội giảm giá tới 100k mỗi đơn hàng. 100k, 100k, quá trời là giá trị. Nói chung là mua áo vào ngày 15 và 16 tháng 1 này thì cứ gọi là bán rẻ như trò. Mua đi còn có áo diện Tết, link mua hàng ở phần mô tả. Nhật Bản là xứ sở mặt trời mọc, mà thực ra thì ở đâu mặt trời cũng mọc. Nhưng mà ở Nhật Bản thì mặt trời mọc sớm hơn một tí so với Trung Quốc nên là người ta gọi là như thế. Nhật Bản có nhiều truyền thống, giá trị văn hóa lâu đời và hay ho, nhưng mà ai yêu thích và tìm hiểu về nó thì bị chửi là uy bu rẻ rách. Đất nước Nhật Bản khá là thú vị. Ngày đầu tuần của Nhật Bản là Chủ nhật, ngày người Nhật được sinh ra gọi là sinh nhật. Tàu thuyền đến các nước gọi là cập bến, tàu thuyền đến Nhật thì gọi là cập Nhật. Nhật Bản là một quần đảo núi lửa nằm ở khu vực Đông Nam Á, tạo bởi năm hòn đảo chính là Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và Okinawa, chủ yếu nằm trong khu vực ôn đới. Nhật Bản có bốn mùa rõ rệt, nhưng khí hậu lại có sự khác biệt dọc theo chiều dài đất nước, từ đó tạo nên những cảnh quan hùng vĩ và tuyệt đẹp như núi Phú Dĩ, vườn Kawachi Fuji, hồ Happo, rừng tre Sagano. Nhật Bản cũng là đất nước có truyền thống lịch sử lâu đời, từ thời đồ đá cũ, trên các hòn đảo của Nhật đã có người sinh sống. Đây cũng là đất nước ít bị xâm lược nhất thế giới, do bốn bề là biển, không có biên giới với quốc gia nào. Có hai lần con cháu của thành Cát Tư Hãn Bắc quân sang, nhưng đều bị bão biển đánh cho tới bời. Trong Thế chiến thứ hai, đế quốc Nhật tham gia phe phát xít, đi xâm lược các nước khác, bị cho ăn hai quả bom, phải bỏ súng và cầm bút ngồi vẽ manga. Mặc dù một nửa dân số Nhật thích ôm gối hình hoạt hình hơn là người thật, đây là một đất nước khá là thành công. Dân số Nhật Bản cao thứ 11 trên thế giới và có nhiều đức tính đáng để học hỏi. Vì thế nên nhiều hoạt động của con người được đặt theo người Nhật. Một ngày bình thường là thường nhật, báo hàng ngày đọc là nhật báo, thứ chúng ta viết là nhật ký, mặc dù giờ chả ai viết nhật ký. Ai cũng biết người thực là mặt trăng ăn mặt trời, nhưng nhật thực không phải là mặt trời ăn mặt trăng, mà là người Nhật ăn nấm. Do sản xuất quần lót và đệm top đầu thế giới, Nhật từng được dùng để đệm lót trong tên như Phạm Nhật Vượng, Phan Đăng Nhật Minh, Nguyễn Nhật Ánh, vân vân. Trên thế giới có hai loại người thường xuyên cúi đầu, một là người yêu tôi, hai là người Nhật Bản. Người Nhật có văn hóa khá là tiện, một công đôi việc như sang sửa điều hòa rồi chén đồ ăn chủ nhà, thuê gia sư rồi với cô giáo, học sinh bố lá ngồi lên mặt giáo viên. Đức tính đặc trưng và ngưỡng mộ nhất của người Nhật là luôn nghĩ cho và không muốn làm phiền người khác. Tỷ lệ tội phạm tại Nhật thuộc hàng thấp nhất thế giới, khoảng 0,3 trên 100.000 người, ngoại trừ vài kẻ hãm hiếp và giết người hoang loạn như Fukiage Sataro hay là bỏ xác vào tủ lạnh để ăn dần như Sakawa Issei. Đây là một đất nước khá là an toàn. Tại nơi công cộng, họ thường xuyên tôn trọng người xung quanh, điển hình là trên tàu điện, người Nhật luôn giữ im lặng hết sức có thể. Con trai Nhật thường là những người yêu công việc, chăm chỉ, chịu khó, lại có kỹ năng giường chiếu tuyệt đỉnh, chỉ sau mấy anh bộ đội nước ta. Và tôi, vì tôi có thể ngủ 12 tiếng một ngày. Đàn ông Nhật thường không có hứng thú trong chuyện lập gia đình, khiến Nhật Bản trở thành đất nước có tỷ lệ sinh thấp top đầu thế giới. Thay vì phụ nữ, đàn ông Nhật có hứng thú mãnh liệt về công việc và deadline. Việc làm thêm và tăng ca đã trở thành một nét văn hóa trong các công ty Nhật, đến mức chính phủ phải khuyên người dân trở thành 99, tức là bớt chăm. Tại nơi làm việc, người ngủ gật được coi là nhân viên chăm chỉ. Nhắc đến con người Nhật Bản, không thể thiếu tinh thần samurai. Họ là những chiến binh thị vệ thời phong kiến, với những phẩm chất nổi bật trong 7 nguyên tắc mà mọi samurai phải tuân theo: công lý, nhân từ, can đảm, tôn trọng, chân thành, danh dự, tận tâm và nguyên tắc tối thượng không bao giờ xuất hiện trong danh. Ngoài hình ảnh samurai mổ bụng, chúng ta còn có ninja, được đông đảo người biết đến và yêu thích. Ninja là những cá nhân hoặc tổ chức đánh thuê từng tồn tại trong lịch sử Nhật Bản. Đấy là trong lịch sử. Còn ninja chúng ta biết là một thằng mồ côi tóc vàng có đuôi và có phép thuật, hoặc bịt kín từ đầu tới đít phóng xe lít xin nhàn trái rẽ sang phải. Có thể thấy, văn hóa Nhật Bản giống như một bức tranh thủy mặc với nhiều nét chấm phá độc đáo. Nhật Bản nổi tiếng với các nghề thủ công như cắm hoa ikebana, xếp giấy origami hay là tranh in ukiyo-e. Trang phục truyền thống của Nhật là kimono, thường được mặc vào những ngày lễ Tết và không mặc gì trong những ngày còn lại. Về ẩm thực, Nhật Bản nổi tiếng với sushi, là món cơm trộn giấm kết hợp với các nguyên liệu khác, hơi đắt tí nhưng mà ngon. Ngoài ra còn có mì udon, sashimi, súp miso và rất nhiều món ngon khác như là một em loli lớp 6.
tại Nhật, phát ra tiếng động khi ăn được coi là lịch sự. Tôi mà ở Nhật thì sẽ được giải thành lịch, vì nó chứng tỏ bạn cảm thấy ngon về món ăn đó. Trước khi dùng bữa, người Nhật thường nói itadakimasu như một lời cảm ơn đến các vị thần, thiên nhiên, những người lao động đã tạo ra bữa ăn này. Nó giống như câu nói huyền thoại trưởng mẫu giáo: con mời cô ăn cơm, tôi mời các bạn ăn cơm. Nhắc tới Nhật Bản, không thể không kể tới manga và anime. Từ Doraemon đến Conan, Dragon Ball, Thủy Thủ Mặt Trăng. Thực ra anime không phải phim hoạt hình cho trẻ nhỏ. Pháp luật 34 thì luôn được áp dụng. Phần mềm diệt virus Nhật Bản, Japan Antivirus, luôn dẫn đầu chủ thể phim người lớn, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người. Với nhiều idol quốc tế như Yua Mikami, Emi Fukada, Yui Hatano, vì thế người Việt đi xuất khẩu lao động tại Nhật khá nhiều. Với hai nghề cực hot, đã làm bố chồng và đi sửa ống nước. Trước khi kết thúc video và sang Nhật làm diễn viên, hãy cùng điểm qua vài nét đặc biệt mà chỉ Nhật mới có. Đầu tiên, quốc kỳ Nhật có một chấm đỏ tròn dẫn nền trắng, trông như Red Dot trong PUBG. Đúng vậy, sống ở Nhật không khác gì một game sinh tồn, vì họ thường xuyên phải hứng chịu động đất và sóng thần mỗi năm. Thực ra là TikTok Việt Nam thì hợp với trường hợp ở Nhật hơn. Tuy khó khăn, người Nhật luôn biết cách khiến cả thế giới phải cúi đầu, vì họ có thể khắc phục những hậu quả từ thiên tai vô cùng nhanh chóng, như hố tử thần rộng 30m do sụt lún tại Fukuoka. Nhật Bản cũng là nơi có số lượng máy bán hàng tự động nhiều nhất thế giới. Không chỉ là đồ ăn thức uống, mà bán cả thuốc lá, rau củ, băng vệ sinh, bao cao su, trả bù cho mấy cái máy bán hàng ở Cali, chỉ có bán nước. Thứ ba, dưa hấu tại Nhật có hình vuông, do được trồng trong khuôn và thu hoạch trước khi chín, chủ yếu là để trang trí, vì ăn thì không ngon mà giá thì chát vào lờ. Thứ tư, người Nhật ghét số 4, đây được cho là con số không may mắn tại Nhật. Họ kiêng đi 4 người, ăn 4 món, nhà cao ốc không có tầng 4, ghét Arsenal và không bao giờ đánh gin. Thứ năm, hát karaoke trong im lặng. Người Nhật đã phát minh ra một loại micro đặc biệt có hình nón, giúp hạn chế âm thanh phát ra ngoài, một thiết bị vô cùng hữu hiệu trong ngày Tết. Cuối cùng, Nhật Bản là một đất nước đáng sống, với vẻ đẹp và nhiều nét độc đáo riêng, nhưng mà không có bún đậu mắm tôm. Thôi, Việt Nam vẫn là số 1.